cùng trang trí phòng ngủ công chúa nha. Đầu tiên là cầu thang màu hồng, rồi lắp cửa và tủ để đồ nữa, trang trí thêm cây cảnh, túi hàng hiệu của công chúa. Đừng quên vương miện nữa nhé. Tiếp đến là lắp giường ngủ này, thêm một chiếc tủ để đồ bên cạnh giường nữa, cũng trang trí cây và túi của công chúa. Giờ thì đến bộ váy công chúa thích nhất, váy đẹp quá đúng không? Có tới 6 màu luôn đó. Trang trí thêm chút rồi để vào trưng bày nhé, thêm một chiếc ba lô để đi học nữa. Giờ thì mấy bà cùng tôi làm một bức trang gia đình để treo lên tường phòng nào, thêm một chiếc cầu đầy màu sắc nữa. Vậy là xong rồi đó, chào mừng công chúa tới phòng mới thôi nào.